Xin chào anh em, mình là Hợp. Hôm nay mình có về được một em Omega, và em Omega này chắc là khá là nhiều anh em sẽ thích. Đây là một chiếc Omega thuộc dòng Our Vision, và em nó sẽ có một cái mặt là dial màu nâu chocolate, phải nói cực kỳ đẹp luôn. Chiếc này của mình thì sẽ là full box và có 3 thẻ các bạn nhé. Đây, nó sẽ có 3 thẻ. Và mã của chiếc này đầy đủ sẽ là 431-634-12-11-3001. Đó. Chiếc này thì mình mua lại của đại lý và vẫn còn full nguyên đầy đủ hộp và 3 thẻ. Anh em mua thì bên mình sẽ bảo hành cho anh em là 5 năm từ ngày anh em mua. Do chiếc này thì có mức giá ở trên 200 triệu đồng. Đây là một chiếc Omega Our Vision và nó sử dụng bộ thân được làm từ vàng khối. Một cái mặt số thì là màu nâu, rất là đẹp. Chiếc đồng hồ này thì có cái giá retail rất là cao là 17.900 đô la Mỹ. Với mức giá 17.900 đô la Mỹ thì các bạn nhân với tỷ giá hôm nay khoảng là 25 năm thì là nó sẽ khá là cao và nó sẽ vào khoảng tầm 460 triệu các bạn. Đó. Nhưng mà hiện tại thì một chiếc qua sử dụng như này và chiếc này thì tình trạng còn rất là đẹp thì nó sẽ có mức giá khoảng loanh quanh khoảng 2x triệu, và như chiếc trong video này mình sẽ bán cho anh em với mức giá là 225 triệu anh em nhé. Đó, và sẽ có giảm giá một chút cho anh em lấy lộc khi mà anh em mua. Chiếc này thì sẽ có size là 41mm và có cái phần lắc to lắc là khoảng 48mm. Tay của chúng ta thì sẽ chỉ cần khoảng 16.5 là chúng ta đeo là vừa rồi. Hiện tại tay của mình đang thử là tay 18. Đó, anh em nào tay 18 thì 17 thì sẽ đeo là sẽ đẹp hơn. Đó, còn với tay 18 của mình thì nó sẽ hơi dư một chút. Với dòng Our Vision thì chúng ta sẽ có một cái viền kim loại ở phía trong. Viền này rất là giống màu, rất là giống viền nhôm các bạn nhé. Nhôm mà nó có màu rất là giống màu nhôm. Và nó có những cái đường mà các bạn thấy những cái đường trang trí nhìn nó rất là hiện đại. Ở góc 3 giờ thì chúng ta sẽ có một ô lịch logo Omega ở góc 12 giờ. Logo Devil và Coaxial Chronometer ở góc 6 giờ. Đó, mặt dial là màu nâu, trải tia. Đây các bạn có thể thấy rõ cái vân trải tia. Kim và cọc làm từ vàng hồng giống như phần thân. Tất cả được làm từ vàng 18K AU750 Rose Gold. Và với dòng Our Vision thì bốn cái cạnh của chúng ta thì sẽ có bốn cái miếng sapphire để các bạn có thể nhìn thấy toàn bộ bộ máy ở phía trong. Đó, kể cả những cái cạnh này của chúng ta thì đều là cạnh sapphire để chúng ta có thể nhìn thấy bộ máy bên trong. Vậy là trên chiếc đồng hồ này thì nó sẽ có tổng cộng là một tinh thể sapphire phía trước, một tinh thể sapphire phía sau và bốn cái tinh thể sapphire ở bên hông. Đó, cho nên là với dòng Our Vision này, tại sao mà nó có tên là Our Vision, để chúng ta có thể nhìn thấu được tất cả từ trong ra ngoài. Ở đằng sau thì các bạn sẽ thấy ngay đó là bộ máy 8501. Bộ máy 8501 này thì bay trên dòng 8500 và nó khác dòng 8500 một chút là nó được lắp trên những cái dòng đồng hồ vàng khối, và do đó thì chúng ta sẽ có những chi tiết khác biệt như là củ vang rotor được làm từ vàng 750. Và cái phần bridge balance cock này của chúng ta thì cũng làm từ vàng là 750. Đó, đó là hai chi tiết khác với cả máy 8500. Còn đâu là tất cả những chi tiết kỹ thuật thì nó đều giống nhau. Với 39 chân kính, 2 ổ cót, 60 giờ tích cót và các bạn sẽ có tần số là khoảng 3,5 Hz tương đương với 25.200 vibration power. Ở đằng sau này thì các bạn sẽ thấy rõ dòng chữ là Our Vision. Đó, ở dưới này là độ chống nước là 100m. Bộ máy được hoàn thiện rất là đẹp. Đó. Những cái chuyện vàng của Omega thì thường được in ở trên những cái cạnh lắc này. Và serial number cũng được in ở cạnh lắc này các bạn nhé. Dây là vẫn là dây zin nguyên bản và tình trạng còn khá là đẹp. Đó. Và ở đây thì chúng ta sẽ có một cái khóa gập. Khóa gập này cũng được làm từ vàng khối. Toàn bộ chiếc này thì được làm từ vàng khối và khá là nặng vàng. Đó. Chiếc này thì hiện tại thì như mình nói là bên mình đang có cái mức giá khoảng 225 triệu so với cái giá giá hãng là 17.900 đô. Thì nếu như anh em nào mà thích chiếc Omega Our Vision Devil và mặt dial màu chocolate này thì anh em có thể liên hệ bên mình. Cảm ơn em rất là nhiều đã theo dõi video và sẽ hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.